Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Anh em mình mua đơn hàng 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Thì anh em xem xong cho em xin một like, nhấn vào nút đăng ký kênh nha anh em và bật cái chuông thông báo lên ha. Rồi, đầu tiên hôm nay là giới thiệu cho anh em một cái giá kẹp cần câu nè anh em. Giá đỡ cần câu ha. Giá này em bán cho anh em 170.000 nha, còn đủ đồ luôn nè. Kẹp như ben ha. Ốc hến gì còn đầy đủ ha, giá này 170 anh em. Rồi, cây căn này 7 kg. Này có mọc rồi luôn anh em. Cái này thì ống ngoài này bằng đồng luôn anh em, đồng thau vậy ha. Còn mấy cái này, cái khoen này thì nó mạ gì á. Con này đồng thau anh em. Nồi xôi rất là cứng nha. Rồi con này bán cho anh em là 270.000 ha. 270.000 cho cái căn. Rồi, tiếp theo là một cái kẹp dây cáp mình móc anh em ha, hình như là quên sử dụng luôn anh em. Chưa thấy chày chùa gì luôn nè. Mới ken. Con này là 1 tấn ha. Kéo được 1 tấn anh em. Nè. Cáp hình như là cáp 20 mm. Chà bá luôn. Đó. Rất là mới. Nè, không có thấy dấu hiệu xài luôn nha. Nếu như có xài là chỗ này nó sẽ chày nè. Rồi con này bán cho anh em là 250 nha. Con này 250. Phải móc cáp kéo 250. Rồi có mấy cái cây kéo bướm nè. 3 4 cây này bán cho anh em 200k nha anh em. 200k. Rồi, anh em mua thì liên hệ, mua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề ha.